Chiều 23 tháng 11, C04 cho biết, thời gian qua xuất hiện nhiều bài quảng cáo và trao bán thuốc lá điện tử, thuốc lá điếu có chứa ma túy. C04 quyết định xác lập chuyên án 123T để đấu tranh. Theo đó, C04 xác định cầm đầu tổ chức tội phạm là Lê Anh Thơ, 28 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Vào ngày 14 tháng 9 năm 2023, C04 phối hợp cùng các đơn vị bắt quả tang các đối tượng Đỗ Duy Lung, Lê Anh Đức, Hoàng Văn Quý, Phùng Quốc Việt về hành vi pha trộn dùng xi lanh tiêm tinh chất chứa ma túy vào thuốc lá điện tử Empire Chill tại kho xưởng xã Phương Nhị, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Qua đó thu giữ hơn 3.500 điếu thuốc lá thành phẩm đã được bơm tinh dầu có chứa chất ma túy, 5 canh nhựa chứa 84 lít dung dịch ma túy, đồng thời thu giữ gần 15.000 điếu thuốc lá điện tử chứa tinh dầu vị được Lê Anh Thơ nhập lậu từ nước ngoài về Việt Nam. Bước đầu, C04 làm rõ thủ đoạn của đối tượng Lê Anh Thơ lên mạng tìm kiếm công thức, sau đó lên mạng xã hội liên hệ với các đối tượng ở nước ngoài đặt mua cần sa tổng hợp, tinh dầu vị, hóa chất, các thiết bị của thuốc lá điện tử, ống thuốc lá sợi chuyển về kho tại Hà Nội thông qua các công ty vận chuyển. Còn các đối tượng khác thì pha chế, tẩm ướp bằng cách bơm tinh dầu có ma túy vào điếu thuốc lá điện tử, thuốc lá sợi, sau đó lắp ráp chạy máy để thành thuốc lá điện tử, điếu thuốc lá sợi có chứa chất ma túy. Đến nay, C04 đã khởi tố vụ án, khởi tố tạm giam 6 bị can.